Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ được mạng sống ấy. Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Lịch sử Giáo hội Việt Nam ghi nhận: Tin mừng Đức Giêsu bắt đầu loan báo trên quê hương Việt Nam vào thế kỷ 16. Từ khi đạo Công giáo xuất hiện tại Việt Nam và suốt thời gian 300 năm sau, thì đây cũng là giai đoạn các tín hữu chịu bắt đạo bởi các triều vua khác nhau. Trong thời kỳ kinh hoàng này, có khoảng 130.000 người Kitô hữu chịu hy sinh vì đạo Chúa. Trong số các vị tử đạo, có 117 vị được Thánh Giáo Hoàng John Paul II tôn phong lên bậc hiện thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Roma, gồm 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chúng sinh, 42 giáo dân. Đến ngày 3 tháng 5 năm 2000, cũng Thánh Giáo Hoàng John Paul II phong chân phước cho thầy giảng Andre Phú Yên là vị tử đạo đầu tiên tại Việt Nam. Trang tin mừng của thánh lễ mừng các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, đó là lời loan báo của Đức Giêsu về số phận của người môn đệ. Chúa nói: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng ta còn có thể khám phá sự bất hại mà môn đệ Chúa còn phải chịu qua lời Chúa sau đây: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng của họ, và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua Chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoài được biết. Các thánh tử đạo nhờ đức tin, niềm hy vọng và lòng mến đã hiên ngang đứng thẳng trước quan tòa và pháp trường, chấp nhận sỉ nhục, những hình thức tra tấn mang rợ, cuối cùng là cái chết để vinh danh Chúa trên miền đất Việt. Các thánh tử đạo là những con người bình thường, nhưng có một tâm hồn rất lạc quan, không gì thay đổi được. Trước hành động tra tấn của vua quan đang quằn quại trên thân xác mong manh, các ngài không bao giờ nhìn về một phía để chỉ toàn thấy sự sợ hãi, đau đớn và cái chết đau thương. Nhưng các ngài đã có nét nhìn bằng tình mến, niềm hy vọng và lòng tin. Vì thế các ngài đã được xóa tan mọi đau đớn trên thân xác. Từ đó mọi hình phạt sẽ không bao giờ làm sụp đổ con đường làm môn đệ của Chúa Kitô nơi các ngài. Các thánh tử đạo là khuôn mẫu cho những ai đang gặp những gian truân khổ đau. Khi đứng trước mọi cực hình, các ngài luôn kêu cầu sự trợ giúp của ơn Chúa và Thánh Thần. Anh em đừng lo lắng phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải anh em nói, mà là Thánh Thần của cha anh em nói trong anh em. Hay,
ơn ta đủ cho con. Các thánh tử đạo là những con người bị giới hạn bởi thân xác, nhưng đã trở thành người môn đệ xứng đáng của Thầy Giê-xu khi các ngài sống triệt để chân lý mầu nhiệm thập giá. Vì tử đạo là không xa lạ với thập giá, nhưng phải gắn liền với thập giá, phải biết thập giá, phải vác thập giá, và cuối cùng là phải chết trên thập giá như thầy của mình. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Nếu như có ai nói lời bất hữu sau đây: máu của các thánh tự đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu, thì hôm nay chúng ta có được niềm tin vào Chúa. Đó chính là kết quả của một dòng sông mênh mông mang tên dòng sông máu các thánh tử đạo Việt Nam. Trước hồng ân đức tin và sự hy sinh của các thánh tử đạo mang đến cho chúng ta, trước hết hãy nói lời tri ân Thiên Chúa và cảm tạ sự hy sinh vẻ vang của các anh hùng tử đạo Việt Nam. Nhưng lời tri ân vẫn luôn còn mãi. Lời tri ân sẽ trở nên nguồn cảm hứng cho một cõi đời tươi đẹp khi chúng ta hãy miệt mài bước theo Chúa Giê-xu trong đức tin, đức cậy và đức mến, bất chấp mọi đau khổ trên đường đời. Đây chính là hành trình mà các thánh tử đạo đã trải qua. Các ngài đã đi trong nước mắt, nhưng các ngài đã trở về của những người đã được cứu chuộc bằng máu thánh của Đức Giê-xu Kitô là đấng cứu độ trần gian. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin cho lời của tông đồ Phao-lô sau đây sẽ trở nên lời động viên và là sức mạnh cho chúng ta trên hành trình chứng tá cho Thầy Giê-xu. Tôi đã đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Amen. Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng
loạt người anh dũng tiến lên phàm trường. Đây bài ca ngàn chùa dâng về Thiên Chúa, bài ca thâm nhuộm màu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Ai trôi từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiền vinh, vì đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình. Đây bài ca ngàn chùa dâng về Thiên Chúa, bài ca thâm nhuận màu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì Thiên Chúa, bài ca thâm nhuộm màu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Tay Chúa hàng che chở hộ phù, quân thù sẽ phải lui, họ chiến thắng hát ca mừng vui, dù người đời chê chất lãng quên suốt đời. Đây bài ca ngàn chùa dâng về Thiên Chúa, bài ca thâm nhuộm màu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì Jai Bai Ka Ngan Jai Bai Ka Ngan Jai Bai Ka